Lưỡi còn còn không. Chết luôn rồi. Sắc thù. Con cá nhỏ có bự. Này thấy nước cạn mà sao mà kỳ vậy? Thì xịt hết rồi. Đừng nghĩ ra mấy cái. Được không? Cái mày Vinh nè. Nó giục luôn á. Mệt. Có cả ba cái cá. Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thốt Nút Trái Tim nha. Nay tranh thủ nước vừa rút nha các bạn. Nên là trời không có mưa nên anh em mình đi thả mấy cái lưới. Bữa trước thì mưa xong rồi mình đi nước nhiều quá nên nó ít. Hôm nay thử coi coi có được hay không. Là nước cạn. Giang đang bủa mấy tà lưới. Thưa hết đi vậy. Cái chỗ này đất này là lúc trước là người ta trang dịch đây này các bạn. Quên đi hả? Nên mình hãy quên đi hả? Mình nên mình xuống đi bỏ lưới xuống để kiếm mấy cá. Cá vào hả? Nhảy cái nó không dính. Trời. Cái con hả? Đồng ruộng bao la, đồi núi mênh mông. Chứ không muốn trang bị đồ ăn rồi theo nữa. Thì đó, trang bị đồ ăn, đồ nướng gì đó. Quá bự. Nó không có đi. Có, cá không được. Vừa ăn. Cá phi không à? Vô nè. Vô ký lô nè. Nè cái vô ký lô nữa không? Ai cứ... Nó không có chùm mà nó có con không à? Bị xịt hết rồi. Bị xịt chắc mấy bữa nay rồi. Mình đi mà nó cứ nghỉ bữa nó nước sắt xuống liền nè. Tao phát hiện nó xịt. Lưới còn còn không. Chết luôn rồi. Sắc thù. Con cá nhỏ có bự. Này thấy nước cạn mà sao mà kỳ vậy? Thì xịt hết rồi. Này xịt hết chứ. Mình sao cái tay đó vậy? Còn cái này có xịt cá còn ta xịt không bắt. Nhỏ mà ta không bắt. Mình đi bắt cái. Được không? Cái mày Vinh nè. Giục luôn á.
con ơi, cũng có phi nữa. Ê chung bé nè má. Này dính em cá chê nè các bạn. Này cá đốc kiến nè. Cá chùa bể, cá dọn bể gì đó hả? Cá báo. Này mà lưới nó dày chút là dính cá chốt có à. À dính đường con kìa. Bị mấy anh xịt thiệt hết rồi. Dính em cá phi nè. Anh xịt làm hết. Cá phi nữa. Phi muôn năm. Một con én không làm nên mùa xuân à. Nhiều con mới đủ mùa giáo. Thiệt đâu bắt đâu. Còn nó con cá gì cá chốt hả? Con mít. Sáng có mua 10.000 cá tông bay á. 110.000 đặt sẵn. Không có tiêu. Anh phải đi văn cá nhà. Cá thì đỡ tiền thôi. 10.000 20.000 tiền không má. Như văn giải trí nữa. Cái này là lưới dài vậy nó dính cá chốt mà. Có cá chốt kho tiêu hay kho xả nữa. Không có chốt hơi về nhà nó con chua. Con chua luôn hả? Ừ. Mình làm món thôi hả? Không thì mình nướng. Cá chốt nướng. Đó người ta làm khô. Là nắm bà cô luôn. Đi chi đó mà. Ủa này nước sâu quá. À, kìa. Có nhà đúng rồi. Đó nãy quên, nãy chưa vô chén. Nãy chưa vô chén thì phải. Vô chén nằm nằm nó biến nữa. Chút hai dài măng nữa nè. Cái chốt. Mà kho xả vô là bậy liền. Cái sạch là phải kho xả. Chỗ đó đó. Được chùm hai con cá rô hả? Chùm hai cá rô. Cá rô với con cá chốt. Chốt rô là bạn của nhau. Khi hai anh đang nhậu thì mình muốn mắt. Chờ mình cứ lại cho thằng mắt. Chờ mời cứ lại cho thằng mắt. Chờ mà cứ chửi. Không. Là bữa nào muốn mày cho bò nhé, cho bò thì tội mà ở nhà tội á, tui muốn bò nào không ăn ha, đấy cậu tiền nào tui cậu vô cái con bò cái, cậu không muốn cái thứ quậy lắm, thử thử tuổi tuổi cười quậy, ăn nhau không ăn được.
nó ngủ sao hoài vậy nội. Ừ nữa hơn phân nửa luôn. Có dằn không? Có dằn dưới hả? Dằn dưới là ngon hơn trên này. Mà sớm mình dằn thịnh này thấy im nè. Lúc đầu tiên là tôi đáp luôn cách đó rồi hai cha chạy tới. Tại mấy ông xịn hết rồi nên không có bị, không có cá thôi. Triệt đầu trên mình nưới đầu dưới thì sao có cá. Xuống sót thôi. Mấy này mấy con sót, mấy này nó chê, nó không bắt á. Ngổ nó chê. Không dính điện, nó dính điện, nó không thờ, nó đâu có lỗi. Được, lỗi được. Nhắn sống. Có chiếc chuồng á, chưa thuyền đưa qua. Lúa giờ đang cắt, nó đang xay nước ra đó. Coffee nữa nè. Cuối cùng thì mình gọi nhau là coffee. Chỗ này là cái nhỏ này. Rồi, cái lưới cuối cùng. Nãy giờ tính ra cũng được 2 kg cá, tính luôn nước. Nhà bạn có chết đó. Nhà bạn thấy có chỗ chết đó đó. Nay đi được nhiều cá này các bạn. Có cái gì à? Cá phi, cá rô, cá chê. Cá làm xong rồi các bạn. Mấy cái nhỏ này mình kho, con này với con này lớn mình muốn chiên. Cái đó muối hả? Được tiếp thôi. Có tương mắm không? Thơm. Này là mấy cá phi. Cá sống
nghệ thuật xúc xúc thau chứ không phải là xúc chảo. Rồi xong bữa nay tới bắt đầu ớt kho giống nào ớt nó luôn đi. Thêm miếng nước màu. Mình lớp cá kho nè. Quên quá khứ. Đường để đường chưa? Được rồi. Nước mắm. Nước mắm rồi luôn rồi. Ít nước mắm cái gì đó nghe. Ít thấy ít nước mắm á. Thấy ít nước mắm á. Màu cho nó hơi đen đen chút. Trước sau nó cũng về La Mã. Lắm nước màu. Đen luôn. Cái gì cũng đen luôn. Còn bốn cái mắm đó. Đó, quậy lên vậy đó. Thì nó muốn đều lên thôi. Như mình làm cái nước sốt sẵn vậy đó. Xong mình thả cá vô. Cho miếng dầu ăn vô luôn. Cho nó bóng con cá. Đây cho nó chiên nha. Cái nào xong mình tiễn ra trước đi. Tiễn này luôn đi nào ra đi. Đâu cần gì nữa đâu. Rồi bỏ mấy cái ớt. Ớt hiểm xanh vô. Rồi bắt đầu để cho nó ớt thấm khoảng chừng 5-10 phút đi. Mặc cái áo à, rách cái nè. Chá. Bữa mới đây nè, gần 6.000. Rút nước lại cái mình bỏ miếng nước. Này có mùi thơm lên nè, thơm mùi xả với nước mắm. Này là cá hủng hỉnh, đủ thứ cá.
Hôm nay là như cái nồi này là nồi cá kho sả là nồi thứ ba rồi đó. Bây giờ nhà nào cũng có chứ. Cá kho sả ngon. Chục bình chín rồi bỏ thêm miếng sả, thêm miếng sả nó thơm. Từ cái chảo chống dính về thành cái chảo hết dính. Chống dính là già bóng luôn. Không, cái loại này nó gì mà nóng thì nóng nó cũng không dính đâu. Làm đâu. Nó dày á. Dính. Tốt lắm nó chảo. Tại vì á nhỏ. Cá. Cho tôi là một. Mọi người tán cái đám mưa cái nhậu nó ngon. Tìm cái nhỏ này ăn luôn thương chứ bây giờ có khô. Rồi. Quá ngon. Chưa có nữa rồi. Để miếng dầu vô đi. Để miếng dầu vô cho nó béo không cả. Ừ. Để thay miếng nữa đi. Để dầu vô thì nó mới béo. Cá nó bóng lên. Dính không? Vàng rồi đó. Con bị vàng bên nào có bên cái một là chả cái màu nó có dính. Tự động nó sắp lên. Có vàng thì bỏng rồi. Cái dầu thì sắp. Chính rồi đó. Chín hết nha các bạn. Bây giờ là cũng chiều tối luôn rồi, gần 7 giờ luôn rồi, 7 giờ tối luôn. Nên đi bắt cá cũng trễ. Ta ra ngoài spa tắm trắng cho nó tẩy đồ lại cái bào chết đồ, chặn nó công luôn. Rồi biết tới bào chết. Đẩy tới bào chết ra. Ra ngoài. Nếu mà lạc thì chấm nước mắm thêm. Chấm muối á. Rồi ăn đi. Làm đi. Mở cái nhãn cơm đi. Rồi mời cái nhãn cơm. Cái nhãn ăn tôi ăn à. Mời cái nhãn cơm nha. Ngon. Cá muối chiên với cá kho sả nha. Rộng, bắt ngân cũng ngon. Cá sả ai kho mà ngon dữ vậy. Con nữ nè. Con nữ cái tô mà giờ nhớ gì. Tô mày á. Đọc nó khó chịu. Hai tô đi. Trời. Quá ngon. Mới rồi em đi hàng thứ tư nữa. Cá kho sả á. Cá. Để người lắp được à. Cá kho sả ăn là mà mốt muốn ăn cá kho sả là phải ra đây. Ủa,
Tao cái này đi. Ăn cái gì cũng cũng nhai. Nhai luôn xương là luôn xương nó mới ngon. Dưỡng có canxi. Cái đầu béo thật chứ. Đầu cá đầu gì má. Rồi mệt. Cá rồi. Ngon quá. Sớm. Lấy à. Sớm xin 2.1 và kia nữa là luôn à, cơm mà uống bia uống dễ ngủ như mấy người mà người ta đi làm hồ á, mình những lưới người mệt mỏi cũng vậy, mình thấy uống tỉnh dễ ngủ. Giống như hôm đó tôi đi lụm lưới là chiều kia là đi đó là vận động gì đó ngủ. Mệt mỏi uống dễ ngủ, người làm hồ đó gì vận động ta làm tối ngày thì ta uống tỉnh quá mà. Này khoai nãy bóp hả? Bóp giỏi gì đó hả? Tính phải nhiều lần là tính làm đó mà ít quá. Làm nó phải bắt thịt bò lóc luôn. Cái này để nó hổm ăn thịt bò tới ngán luôn trời. Vậy ăn đủ cái nào kho mắm nè. Vậy bà kho rồi. Hãy mời đi đi xuống không? Để vũ mời đi nữa kìa. Con nhớ có này ăn chung. À, để bữa nào cũng đông đi mới đủ một hộ. Có ở chợ có mà kho được không á. Thằng hơn cũng có cá gì? Ừ. Nhà hai đó. Quá ngon. Nhìn đắt không? Không. Nhìn đắt, khỏi ăn. Chết rồi, uống mình luôn rồi. Uống ngon quá, uống mình luôn. Cắt nước, chiều giờ. Cắt cá lá để không biết uống. Muốn có ai dễ ngủ vậy mà. Đây là một bữa cơm có rượu và bia. Đúng là mặn mà phải khát nước uống bia vô. Như uống lạnh vậy. Quá ngon. Đó là quên chở cá rồi. Sao đâu. Đi hai ly đầu quá. Rất là ngon. Nãy mới lỡ vô nhiều lắm á. Đút của cá đó. Không có gì bằng món mình tự làm đi ha. Ngon á. Kho càng ngày càng lên tay. Ừ, cái bữa hổm kho gỡ mẹ trước ăn tắm thì luôn. Mà trước tôi có kho đâu? Không, ra bằng xã nó không tắm thì được rồi, xã còn thú nhăn bây giờ đem cho ăn. Bắt. Mẹ trước nữa. Mẹ trước nữa rồi từ đó giờ tôi không có bằng xã, tôi chỉ bằng xã bữa nay thôi. Nhưng mà bữa hổm là gì? Mẹ trước là tôi bằng. Mày kho. Tại gấp ăn thôi. Đem ra xã còn bây giờ. Gấp qua đây đó họ chưa. Cái mẻ mà như là cá ít mẻ cái ít cái gì là cái mẻ ở bên con cá coi xả á chị, cái mẻ mẻ là mẻ đợt đầu tôi có kho đâu, tôi chỉ mới kho đợt này nè, đợt trước nữa mày kho nữa, có đợt mày kho nữa. Bây giờ cái này là đâu 4-5 lít này rồi. 4 lít. 3 hay 4? 4 rồi. 4 hả? Ừ. Rồi, 4 nhưng mà 3 nồi kho xả. Bộ chứ là một cái nồi kho tiêu cái gì á? Kho xả luôn. Kho xả hả? Nhớ. Bữa nào cũng kho xả. Cũng lẹ trời. À, em. chưa uống được miếng nào nữa, bao nó sẽ về. Nhớ ba là má mày để tao mà. Có ngủ với mày nữa hả? Ừ. Nhỏ ngủ cái lạnh luôn hả?
miếng cá này nuôi gần tháng nữa bằng kilo chứ bắt ăn không bằng. Không, con mấy con này mẫu ra nó có trứng hết trơn rồi. Cá cũng mất. Nó bị lớn mà hết lớn hả? Thấy đi dễ sống. Con phải cá nó luôn chứ mấy đâu. Gì? Cái luôn chứ mấy đâu. Bả đi luôn rồi đó. Hồi đó muốn quay vô tốt nghiệp không dân về bắt đầu ăn. Mẹ có chút nặng vô cái không? Ừ. Thôi mà rồi. Trong luôn đấm rồi. Ngại nhất uống bia như gì nè. Không ăn gan được. Ăn qua mùa mùa lắm rồi. Chơi cũng vậy. Thì cái bữa ăn bữa mà vô đó. Bữa mà vô đó ngồi cơm y nguyên đó. Sáng bữa sau tao sáng mà chiên mà cơm tự ăn ăn sáng trưa chiều. Còn đi chợ luôn. Thầy thành cũng số hỏa cũng lâu rồi vì ăn nếm cỡ gì. Không, tại mình mới nó chưa thấm. Mẹ đập cho mắm nó màu có tấn mắm vừa ăn á đi hơi lạc đó hả. Còn có muối nữa. Thành chúng 8 tấm 62 bữa nay là ăn gian. Trời qua tao mua 62 không bè cái ma. 62. Số đầu hả? À chúng 8 tấm. Ăn gian. Tập biệt luôn hả? Ừ. Chơi hả? Này con. Là 62 8 tấm luôn. Hả? Mua 63.